học công thức. Ta cùng quan sát hình ảnh cấu trúc ADN và làm quen một số các ký hiệu. L là chiều dài, đơn vị là angstrom. C là chu kỳ hai vòng xoắn. M là khối lượng đơn vị DVC giống môn hóa. N là số lượng nu. H là số liên kết hydro. S là liên kết cộng hóa trị. Công thức tính C, L, M. Theo mô hình ADN, một chu kỳ một vòng gồm 10 cặp nu tương ứng với 20 nu. Một chu kỳ gồm 10 cặp dài 34 angstrom, vậy một cặp sẽ dài 3,4 angstrom hay một nu dài 3,4 angstrom. Từ đó ta có công thức tính chu kỳ thì bằng chiều dài chia 34 hoặc bằng số nu chia 20. Và suy ra tính chiều dài bằng số nu chia 2 rồi nhân 3,4. Các em chú ý cách đổi đơn vị chiều dài chạy ở dưới màn hình. Khối lượng thì bằng số nu nhân 300 vì một nu có khối lượng 300 đơn vị carbon. Thức tính số nu từng loại, phần trăm. ADN gồm 4 loại nu và theo nguyên tắc bổ sung A sẽ bằng T và G sẽ bằng X. Vì vậy tổng số nu sẽ bằng số A cộng T cộng G cộng X. Từ đó suy ra tổng số nu sẽ bằng 2 lần số A cộng 2 lần số G vì A bằng T và G bằng X. Và tính tương tự ta cũng suy ra phần trăm A cộng phần trăm G bằng 50%. Công thức tính số liên kết hydro. Các nu giữa hai mạch liên kết với nhau theo nguyên tắc bổ sung bằng các liên kết hydro, trong đó A liên kết với T bằng 2 liên kết, G liên kết với X bằng 3 liên kết. Vì vậy ta suy ra được H bằng 2 nhân A cộng 3 nhân G, công thức tính số liên kết cộng hóa trị. Trên một mạch thì hai nu liên kết với nhau bằng một liên kết cộng hóa trị. Vì vậy số liên kết cộng hóa trị của một mạch sẽ bằng số nu một mạch trừ 1. Số liên kết ở hai mạch sẽ bằng tổng số nu hai mạch trừ 2. Trong mỗi nu lại có một liên kết cộng hóa trị hay N nu sẽ có thêm N liên kết. Sẽ có công thức số liên kết cộng hóa trị giữa các nu bằng số nu trừ 2. Tổng số liên kết trong cả ADN bằng N cộng N trừ 2 hay 2 nhân N trừ 2. Chương 3. ADN và gen. Tiết 13. ADN, acid deoxyribonucleic. 1. La mã, cấu tạo hóa học của phân tử ADN. ADN được cấu tạo từ các nguyên tố C, H, O, N, P. ADN thuộc loại đại phân tử, có kích thước lớn, dài tới hàng trăm micromet, khối lượng hàng triệu, hàng chục triệu đơn vị carbon. ADN cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, gồm hàng vạn, hàng triệu đơn phân là các nucleotide, nu. Có 4 loại nu, adenine ký hiệu là A, thymine ký hiệu là T, guanine ký hiệu là G, cytosine ký hiệu là X. ADN đa dạng và đặc thù thể hiện qua số lượng, thành phần và trình tự sắp xếp các nucleotide. 2. La mã, cấu trúc không gian của phân tử ADN. 1953, Geoffson và F. Crick đã công bố mô hình cấu trúc không gian của ADN. Theo mô hình, ADN là một chuỗi xoắn kép gồm hai mạch song song, xoắn đều quanh một trục theo chiều từ trái sang phải, ngược chiều kim đồng hồ. Các nu giữa hai mạch liên kết với nhau bằng các liên kết hydro theo nguyên tắc bổ sung. A liên kết với T bằng 2 liên kết, G liên kết với X bằng 3 liên kết. Mỗi chu kỳ xoắn dài 34 angstrom, gồm 10 cặp nu. Đường kính vòng xoắn là 20 angstrom. Hệ quả của nguyên tắc bổ sung. Biết trình tự nu của một mạch có thể suy ra trình tự nu của mạch còn lại. Số lượng nu A bằng T, G bằng X,